Trời ơi, Tiết, quá trời Tiết ơi, Tiết nó đang rơi rất là nhiều nha. 1, 2, 3. Wow. Hồi qua cái đồ Tiết không? Quá đã. Quá. Được chưa? Chạy đi nha. Ai thấy Nắng vô. Nắng đậy nó vậy vậy vô. Quá trời chỗ này tiết nhiều. Mắt mũi nút áo xong rồi, bây giờ mình để cái khăn tròn vô luôn. Xin chào đại gia đình mến yêu. Bây giờ Hiển cũng không biết là chào ngày mới hay chào cuối ngày nữa, tại vì giờ này sắp sửa bước qua 12 giờ đêm. Hiển với phó bếp cùng gia đình đang chuẩn bị để mà mình dự cái tour đi núi Tiết ở tại cái vùng Selwyn. Mình đi 2 ngày 1 đêm, thì mình book cái tour này mình đi coi như là sáng ngày mai khi tới cái vùng núi Tiết, rồi đó là mình chơi nguyên ngày, rồi chiều họ sẽ chở mình về hotel để mà mình nghỉ một đêm, rồi sáng ngày hôm sau mình tiếp tục trên đường về, mình sẽ ghé vài nơi. Thì các bạn thấy sau lưng Hiển với phó bếp là bà con cũng đang đứng chờ xe bus á. Xe bus họ sẽ pick up mình tại cái điểm này. Thì cũng lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi Hiển mới trở lại cái vùng núi Tiết này. Không biết mười mấy năm rồi nó có thay đổi gì không, chứ thật sự mỗi lần đi núi Tiết á là thấy là nao nao lắm đó. Bữa nay là mình lấy núi Tiết mình ăn cái siro á sao? Có đem đồ ăn. Thiên nhiên ban tặng cái nước Úc này nó rất là phong phú, ưu đãi, có tiết nè, có sa mạc nè, rồi có biển cả, có rừng già nữa nghe. Nó nhiều thứ lắm, nhiều thứ hay ho lắm. Bởi vậy hầu như ai cũng muốn một lần để đặt chân tới cái nước Úc Đại Lợi này. Chút xíu nữa đây khi xe bus tới rồi, từ đây cho tới đoạn đường mình đi tới cái vùng Selwyn, mình sẽ cố gắng review lại để gửi đến đại gia đình mến yêu nha. Mời các bạn cùng đồng hành nha. Rồi bắt đầu mình xách đồ đây. Qua bển luôn hả con? Dạ. Yeah. Ok, đây. Đây có sách bất cái đi. Rồi, đây. Rồi, đây. Thật sự ra khi mình đi tay sách nách mang như vậy thì nó mới vui. Chứ mình đi mà đi không nó mới vui. Không, nó không có vui gì mà. Bà con cô bác hiện tại bây giờ cũng tề tụ ở đây cũng Hiển nhìn thấy cũng cỡ khoảng 100 người hơn rồi đó. Hello. Hi. Những người này là tour guide đó, là người ta tổ chức để mà cho mình đi đó. Hiển đang đứng ở tại cái khu Cáp Ramata nha, ở trung tâm Cáp Ramata, ở dưới cái dốc cầu, kế bên là cái hotel, chạm xe lửa Cáp Ramata. Người Việt, đa số là người Việt, cũng có người Úc rồi các sắc dân khác, nhưng mà không nhiều bằng người Việt Nam. Dường như là hơi rung bởi vì tay chân lạnh, cũng lóng ngóng lạnh. Đây các bạn, bây giờ mình gắn những cái miếng giấy này vô nha. Thì mình đi mấy cái tour thường người ta gắn giấy, không hơi là buộc dây màu đồ chế cho nhận dạng đó mà. Trời ơi, số 18 hay gì, hay là B1 bus 1. Bữa nay mình đi tới 3-4 chiếc bus mà bus của mình là bus số 1. Ôi vậy vui quá. Hồi đó mình tới cái chiếc bus 1 là mình leo lên. Đây bây giờ xe bus tới rồi, mình chuẩn bị lên xe bus. Các bạn biết không, thì xe bus mà khi họ ngừng tới thì họ dỡ mấy cái cốp ở dưới, phần dưới cho mình để hành lý, vali đồ này kia vô các bạn. Còn ở trên đó là chỉ người với mấy cái túi nhỏ thôi. Thì ai đi xe số mấy thì lên xe đó thôi. Họ sắp xếp sẵn hết rồi. Cái xe này nó đi có một ngày à, chứ không phải đi 2 ngày với đi xe mình. Đây nè, cái này là cái xe bus này nè. Họ đi trong ngày về, có nghĩa là họ đi bây giờ là bắt đầu sáng hôm sau là chiều lại họ về. Còn mình thì mình ở lại 2 ngày một đêm, có nghĩa là mình ngủ đêm lại. Bây giờ chiếc xe của mình cũng vừa tới rồi các bạn ơi. Chuẩn bị lên xe. Ôi, bây giờ lên.
Bây giờ Hiển với phó bếp đã ăn vị rồi. Đó, bây giờ chiếc xe trước lăn bánh rồi, xe của mình cũng chuẩn bị nè, tài xế cũng lên ngồi cũng sẵn sàng rồi. Bây giờ này là 12 giờ 25 rồi đó. For your own comfort and safety, please pay attention to the following short safety announcement. Rồi xe bắt đầu chạy nha các bạn. Would you please note that it is a legal requirement that you wear the seat belts that are fitted to this vehicle. Đó, ở trên này nó hướng dẫn mình phải xích bèo á. Is printed on the yellow paper or the information. Bây giờ là mình đang tới cái khu để mà mướn đồ đi chơi rồi nè. Mình cần tới cái chỗ vui tiết ấy, ở đây họ cho mình mướn mấy cái đồ nè. Đó, bây giờ mình muốn chọn cái nào để mình chơi. Chẳng có muốn khang tiếng luôn á. Mình đi dài rồi mình coi coi. Quá chừng luôn á. Nè bây giờ ta sắp hàng vô để ta mướn đồ đó các bạn. Đó, cho nên mình cũng đi vô luôn. Mấy đứa nhỏ nó đi vô trong trước đây. Mình lên tới đây là cái trên này là gọi là lạnh dữ lắm á, bởi vì người ta để cái sưởi sẵn cho mình tới đây cái mình đứng mình sưởi ấm á. Nói vô phố bếp lạnh không? Được rồi. Ấm lắm luôn các bạn, tại vì cái này cái lửa củi người ta đốt nó lên đây dài dài đây nè, cái lò này nó ra cái hơi nóng. Ở trong này là cái khu shop họ bán đồ cho mua luôn á, chứ không có mướn. Bên kia là cái khu mướn, còn bên này là cái khu bán. Bây giờ mình ở đây mình đã chuẩn bị cho bao tay có, giày bút có, áo quần đi chơi tiết cũng có. Có mà để trong xe rồi. Chủ yếu là giờ, bây giờ vô đây mà ngắm nghía rồi kia thôi. Coi giá chơi thôi. Giống như cái quần vậy nè, là 150 nè nha. Thấy không? Đó, quần 150 nè. Cái áo này giá là 749 đồng. Wow, trời đất ơi. Mà nó đẹp quá trời luôn ha cha. Yeah. Nó cũng bán cho mình để mình đi chơi tiết vậy đó. Đồ nó cũng rẻ thì đồ của Hiển mua là Audi á, là bao tay nè. Rồi dài cũng vậy. Mình muốn mua đồ rẻ đó là mình vô Audi mình mua. Mà nếu mình lên đây mua thì mắc. Còn nếu không nữa thì mình mướn thôi chứ mình mua ở đây thôi. 700-800 đồng một cái áo mình mua không thì nổi đâu. So sánh cho các bạn xem chơi giải trí cho biết là như cái áo này thì 750, trong khi mình mua ở Audi thì một bộ đồ thì nó nhiều lắm, chừng 50-70 là dữ lắm rồi. Nó hai lớp lận đó. Đúng lớp ở trong lớp ngoài á. Bởi vì cái này để cho giữ cái bụng mình lại nè. Đẹp chừng thấy cái áo thấy. Còn cái quần này các bạn, cái quần để mình mặc là mình trồng vô vậy đó. Đây một bộ như về là nó mấy trăm? 1200. Một vàng 199 đồng hả? Dữ dằn nha. Sao mắc quá vậy? Wow. Còn cái này là cái một miếng, cái này là mình đứng lên mình chơi nó single, còn cái này là đứng hai bên. Cái này họ chưa có gắn cái cây vô. Mình chơi tiếp mình phải mua cái này đi, mình trùm hết trơn, mình chừa cái mặt hay không à? 20 đồng mà cũng được, không đánh nổi mất lắm. Đây bây giờ mình qua bên mình nấu nồ. Gia đình của Hiển chờ trời đi vô ngắm mà hồ đi ra. Bây giờ thì mình bước vào mặt đồ nồ mình hốt mớ đồ mình ăn đây. Thank you.
Bây giờ là mình đã tới vùng núi Treo Phim rồi. Bây giờ mình chờ tài xế họ gắn dây sức vô mấy bánh xe để họ chạy đừng có bị tuột đó. Sao không biết thấy sao thấy rung chưa? Chưa. Giờ mà bóng xuống rung hiện giờ đã trên xe bát thì còn nắng ấm. Xíu nữa mới thấy rung. Bây giờ gia đình của Hiển đang đến tại cái vùng núi tuyết Selwyn. Phía sau Hiển là cái tên núi tuyết Selwyn đó. Sáng ngày hôm nay mình gia đình mình lên đây để mà chơi cái mùa đông ở tại cái vùng New South Wales này. Thì hiện tại bây giờ ở ngoài trời là tuyết đang rơi mà gió nữa, thành thử ra nó có chút xíu hơi bị lạnh. Nhưng mà vui kệ không sao. Đây bây giờ bà con cô bác đang vô trong cái resort đó hết rồi để họ chuẩn bị sưởi ấm rồi từ từ rồi ra ngoài chơi. Thì cũng lâu lắm rồi mới nhìn thấy là tuyết đó. Chưa cái nào hút chưa được. Wow. Canada thì thấy mỗi ngày, mùa đông là thấy mỗi ngày. Thì mình mua vé tour đó các bạn, thì trong cái vé đó nó cho mình trò chơi trượt tuyết luôn đó. Thì mình chơi tới 3:30, đúng 3 giờ là ngưng rồi, 3:30 nó phải tụ họp lại ngoài xe để họ chở mình đi về khách sạn đó. Nó vui lắm, đây nè, người ta chuẩn bị ski để người ta chơi đó. Rồi có rồi nó có cái sự mà té rồi này kia lộp cộp nó quá trời, ông nào ông nấy đi giống như con chim cánh cụt. Rồi, ok, các bạn theo Hiển nha. Quá đã luôn. Những cái máy tự động nè, cái máy này ta bán vé tự động cho mình luôn các bạn. Mấy người ta đi tự túc rồi lên đây ta phải mua vé. Còn mình thì mình đã có vé ra sẵn rồi. Nhìn không thấy cái gì bên ngoài luôn, cái này dễ bị lạc luôn lắm luôn á nha. Trời ơi, tiếc quá trời tiếc ơi. Wow, dữ thiệt. Các bạn ơi, hiện tại bây giờ là tiếc nó đang rơi rất là nhiều nha. Coi nè. Bao nhiêu bây giờ mình ra đó mình tụt chơi nè. Bên đây. Đẹp quá. Phải mang ký nè, không mang ký không được rồi. 3 giây thôi là tuyết nó rớt xuống là phủ kính rồi. Là cái này là cho mấy người chơi ski đó. Mình không có đi được phải không? Mình không có vé này. Mình không có vé chơi. Này mình không có chơi được đó. Mình phải có mấy cái đó mình chơi á, mình mới... Khi mà chúng ta tuột đi tuốt ở dưới rồi đó các bạn, thì chúng ta leo lên cái ghế này nó chở chúng ta ngược lên. Ngược lên là chúng ta đi xuống lại. Nó cứ như thế. 101 một ngày, một cái vé gì 101 một ngày cho một người. Đó. Hiện tại bây giờ tuyết nó rơi là cách khoảng chừng 10 thước là nhìn không thấy nhau rồi. Và hơn nữa là bây giờ Hiển mang cái kiến vô là thật sự nó tuyết nó đóng luôn rồi. Cháo màu đen thành màu trắng rồi kìa. Quá đã. Quá. Bởi vì có tuyết rơi á mới đẹp. Chứ mình đi mà không có tuyết rơi cái này lên không có đẹp. Tuyết rơi nhiều quá, chúng ta gỡ cái bao tay ra tích tắc thôi là cái tay mình nó bị cống hết trơn liền đó các bạn. Đây là cái máy bắn tuyết họ làm nhân tạo đó các bạn. Mấy cái bữa mà ít tuyết đó, họ sẽ bắn lên thêm. Đó, họ để dài dài đó, họ bắn lên cho mình chơi. Bóng nào không thấy? Mình không á. Màu cam, màu xanh có hiển, màu xanh có hiển chạy trời. Rồi bây giờ mỗi người lấy cái đi, leo lên mình nằm này mình chơi. Rồi đi.
Bây giờ mình bắt đầu chơi trò chơi. lên anh. Đó, có cái cầu đi bộ cho chúng ta leo lên đây, tự nó chạy mình đi luôn. Xuống vậy đó. Ê. Lẹ lên đây. Cẩn thận anh. Tí. Mình đi được ngay cái lúc mà tiếng nó rơi vậy là rất là đẹp luôn á nha. Chứ mà không có tiếng rơi thì nó không đẹp ha ta. Ủa nãy đó nó có nói nó cho mình đi được mấy quận không? Đi tối ngày, đi cho nào mà mệt thôi. À đi nào mệt thôi ha. Lại để hồi tiếng nó rơi. Tiếng nó rơi đầy à. Quá trời đẹp luôn cái cảnh này. Các bạn biết không, mình ở đây đâu cần đi qua tới đảo Phú Sĩ bên Tokyo đâu, hoặc là đi qua bên Montreal, Canada gì đâu. Ở đây cũng có tuyết mà. Đó. À, mấy đứa chơi cái đó hay quá ha. Yeah, cái đó là mấy đứa nhỏ nó chơi chuyên nghiệp. À. Cái này ở trên là thảm, còn ở dưới nó có cái đường ray mấy cái bánh xe vậy, giống như cái máy mà mình đi bộ vậy các bạn. Nó mở điện cái là tự động nó chạy thôi. Và hai bên thì ai không muốn đi thì đứng lên đó. Đây có bộ đồ ngon lành rồi tiện. Rồi giờ tới đi bộ. Quá các bạn ơi, tuyết rơi quá trời rồi. Trúng rồi, trúng ngày rồi. Tuyết nhiều quá nó kẹt luôn. Sao vậy? Ngồi đi. Được chưa? Chạy đi nha. Ai đẩy vô? Anh thiệt nó rớt tiết nhiều quá vậy đó, không thấy được. À các bạn ơi, thật sự mà nói chơi thì rất là vui nha. Nó mệt chứ nó không lạnh đâu. Nhưng mà điều hai cái bàn tay của mình nó bị cắn luôn á. Nó mất cảm giác. Với lại tiết nó rơi nhiều quá nó à. Mình đi cái tuột nó bị ngược bực gió đó. À, nó quất vô mặt. Nó quất vô mặt mình không thấy đường luôn. Rồi chơi hết vui. Đây cái này là cái mấy cái ski mà người ta chơi xong người ta máng ở đây, người ta để đây, người ta vô đây cho người ta nghỉ ngơi nè. Mình để chút xíu mình nhớ cái đầu của mình thì mình lấy thôi chứ không phải của người ta, ta đâu lấy. À nó có cái đồng hồ cho mình biết được mình đi về kìa. mấy cái tiếng trong này nó xốp nè. Quá trời tốt ngày luôn, bữa nay đi trúng ngày luôn, tuyết nó rơi cái kiểu này thôi đã. 1, 2, 3.
Thôi. Hồ ba cái đồ tiếc không? Ôi, tiếc nó rơi cái nè. Không, chỗ này tiếc rơi mà không có gió, nó khúc khúc đỡ ha. Rồi, giờ mình kéo lên mình đắp. Đắp chỗ này được không? Được. Thì ở trong này nó xốp nè. Bây giờ đi tuyết chơi mà mình phải làm cái người tuyết chứ. Chứ lên đây mà không làm người tuyết buồn lắm à. Ở phía trong này nó còn xốp. Còn ở phía ngoài đó người ta đi á, nó bị dẻ. Làm bự, cỡ mình bự bự đi. Làm bự thì bự để người ta chụp hình luôn á. Làm cho ta chụp hình á. Nắng vô. Nắng đại nó vậy vậy vô. Quá trời, chỗ này tuyết nhiều. Đầu lên đi sang đây cái phần người tuyết là cái mình đã xong rồi, mình để cái đầu lên đó, quá đắp vô cái chừng không chắc cái đầu nó rớt à. Rồi cà rốt đây, trước khi đi đuối tuyết có đem theo bịch đồ nghề. Ở trong bịch đồ nghề có hai cái con mắt, một cái khăn tròn, ba cái nút áo của nó, với một cái lỗ mũi nó. Đây. Rồi. Bây giờ trước tiên á mình làm hai cái con mắt đó đi. Rồi, hai mắt đây. Mắt, mũi, nút áo xong rồi, bây giờ mình để cái khăn tròn vô luôn. Quý vị và các bạn thân mến, thì trưa ngày hôm nay khi lên cái vùng núi Selwyn, gia đình mình cũng làm được một cái người tuyết chơi để cho bà con tới chụp hình. Đó. Rồi, ai thích thì ghé vô chụp kỷ niệm nha, vui vẻ. Đầy đủ luôn. Ơi, mình để lại đủ luôn. Dạ. Cái hộp này hộp ơi, nước mình uống á. Dạ. Dạ. Ừ. Baby mom. Rồi đẹp hơn. Mommy. Cái đó cha, cái này mẹ. Dạ. Cái này nó lùng lùng là mẹ. Thì sau gần một ngày để mà mình đi chơi tại cái khu núi tuyết Selwyn nè, bây giờ thì cũng 3 giờ hơn rồi, mình chuẩn bị để về hotel. Đây, cái này là mình mới vừa mua trong này, mình mua Hiển với Phó Biếu đi chơi thì thích mua những cái đồ lưu niệm như thế này nè. Đó, mình kỷ niệm mà. Chiều rồi người ta đem đồ lên đây người ta trả. Rồi sống nơi có một số người mướn đồ đó các bạn, họ đem là họ trả.
Các bạn thân mến, bây giờ mình đi vào cái nhà hàng này để mình ăn tối nè. Nó thì trong cái vé của mình bút đó, nó có bao gồm cái phần này luôn, chơi núi tuyết và ăn nhà hàng rồi ngủ khách sạn nữa đó. Bây giờ mình vô ha, mình ăn vô đây ăn buffet. Tôm và cua gì đây? Cái nào cũng ngon hết. Đây, mời các bạn cùng ăn tối cùng gia đình Hiển Trà Trà nha. Quá trời ngon, đồ ăn ngon quá. Thì ở trong này đồ ăn rất là đa dạng nha các bạn. Đồ ăn của Á Châu, Âu Châu, rồi Tàu thì có sushi, đồ nướng, đồ nguội, đồ nấu, đồ coi như là rất là đa dạng. Ai thích được cái món nào thì cứ ăn món đó. Chúng ta ăn thoải mái. Nhưng mà họ cho mình được một tiếng đồng hồ thôi chứ không có ngồi đây lâu. Rồi mỗi người nó đưa cho cái ly đó, chúng ta uống nước thì chúng ta hứng cái nước đó, uống hết là hứng nữa. Dễ thương ra. Bên này có cái kẹo bông gòn nữa nè. Đây, mình lấy cái này mình thử nha. Mình ăn cái buffet là ăn trong cái lắp các bạn ơi. Cái lắp của ở thủ đô Canberra, Highland. Đồ ăn rất là ngon luôn. Đây, bây giờ mình chào để mình về khách sạn nghỉ ngơi. Trời ơi, đây, để kêu tài xế bạn uống bia, uống vài ly. Mình đi mà mình trải nghiệm đi tour thế này nó cũng có cái vui. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị check-in hotel. Vậy chồng mở cái phòng cho bá lửa. Có trời rộng nữa, để nó làm phòng rộng quá chừng luôn ha. Mình nhìn thấy cái chu vi cái phòng rất là lớn nè, để được cái giường double nè, rồi có sofa, rồi có bàn, bên đây có tivi đồ đó. Có ban công nhìn xuống không? Quá đẹp. Đây, phòng tắm thì vậy thôi. Rộng rãi thoải mái. Trong này phòng tắm nữa cái xin gọn ghẻ. Đây, cũng có kem, dầu gội, dầu tắm đó. Quý vị và các bạn thân mến, thì vừa rồi qua một đêm với một ngày mình đã cùng trải nghiệm trên xe bus rồi tới núi Tiết, Selwyn để mình chơi nô đùa, làm người Tiết rồi này kia, ăn uống đồ một ngày trời, thì tối check in cái phòng rồi này kia, đâu đó hoàn hảo. Thì giờ thì chỉ còn một cái là tắm rửa, ngủ một giấc để chờ cho chương trình cho ngày mai. Thì sáng ngày mai chương trình có cái gì thì mình sẽ cập nhật sau nha các bạn nha. Clip ngày hôm nay Hiển Phú Yếp xin phép tạm kết thúc. Mình chúc đại gia đình có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc gia đình nha. Giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ đón xem clip tiếp theo của Hiển sẽ làm gì đây. Bye bye.